khổ đau. Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Chỉ là bất như ý. Người ta vẫn thường nói rằng nghèo là khổ. Nghèo khổ, chứ ít ai nói giàu khổ cả. Thật ra người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, mà người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Người nghèo vì không chấp nhận cái nghèo, oán ghét cái nghèo, muốn được giàu nên mới khổ. Còn người giàu lại sợ bấy nhiêu tài sản chưa đủ làm người khác nể phục, sợ bị phá sản, sợ bị kẻ xấu lợi dụng hay hãm hại nên mới khổ. So ra cái khổ của người giàu còn phức tạp và nan giải hơn người nghèo. Phải chi trong xã hội ai cũng như ai, ai cũng sở hữu tài sản như nhau, thì chắc chắn ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Nhưng điều ấy không bao giờ là thực tế khi con người ngày càng ưa chuộng vật chất và xem đó là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Cho nên, nếu ta may mắn không bị cuốn theo quan niệm của xã hội mà thoát ra khỏi ý niệm giàu nghèo, ta thấy sự hưởng thụ vật chất không phải là lý do lớn nhất để ta có mặt ở trên cõi đời này, thì chắc chắn ta sẽ không còn than nghèo khổ nữa. Người ta cũng thường gục chung cực với khổ, cực khổ. Nhưng bản thân của sự cực nhọc chưa chắc đã là khổ. Chỉ vì ta kháng cự lại nó, ta muốn mình không phải vất vả mà vẫn có đầy đủ mọi thứ tiện nghi như bao người khác, nên ta mới khổ. Ta chỉ biết so sánh, đòi hỏi, chứ không chịu tìm hiểu căn nguyên sâu xa tại sao mình lại cơ cực. Chắc ta cũng đã từng chứng kiến có những người chỉ cần người thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người thân ấy không thể tiếp tục lao động nữa, thì họ vẫn vui lòng đem hết thân mạng của mình ra để bao bọc. Có những người làm công tác cứu hộ, họ biết lao vào lửa dữ, chui xuống lòng đất, hay đi ngang qua lằn tên mũi đạn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì tình thương mà họ không hề xem đó là nỗi khổ. Có người lại cho rằng cái cực tâm trí mới thật là khổ, vì phải suy tính đủ điều mới gánh vác nổi công việc. Nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái mà còn có công việc để làm, để suy tính thì đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Cho nên cực có trở thành khổ hay không là tùy vào thái độ của mỗi người. Điều mà ta thường than thở với nhau nhiều nhất đó là đau khổ. Hễ đau là phải khổ, như là một sự thật không thể thay đổi. Ví dụ, ai đó tát vào mặt ta một cái có thể làm ta rất đau. Nhưng nếu ta biết mình có lỗi rất lớn với người ấy, ta sẵn sàng đón nhận, thì cái tát đó sẽ không làm ta khổ. Đằng này, bằng một thái độ khinh miệt, họ đã tặng cái tát để sỉ nhục ta trước mọi người, thì ta khổ thật đấy. Làm ăn bị thất bại khiến tiền bạc mất trắng, ai mà chẳng đau xót. Vì đó là mồ hôi nước mắt mà ta chắc chiêu gầy dựng suốt 3 năm trời. Nhưng từ cái đau ấy đến cái khổ vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu ta biết rõ nguyên nhân thất bại và chấp nhận sự thất bại ấy như một bài học kinh nghiệm. Và có lẽ cái đau thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia lìa, nên thường được ví như khúc ruột cắt đứt làm đôi, đoạn trường thương đau. Nhưng nếu ta ý thức được chuyện hợp tan là do nhân duyên, biết đâu chia lìa lại là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại mình, để tạo ra cái duyên mới, tốt đẹp hơn trong tương lai, thì ta sẽ không còn thấy đó là nỗi thống khổ nữa. Quả thật, đau và khổ là hai cung bậc cảm xúc rất khác nhau. Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta, nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác. Hoặc thỏa mãn nhu cầu người khác, nhưng lại trái nghịch với sở thích của ta. Ngày với chính bản thân ta cũng có lúc sáng nắng chiều mưa, mà chính ta còn không hiểu nổi, thì làm sao hoàn cảnh có thể làm vừa lòng ta mãi được. Có những điều trước kia ta ghét cay, ghét đắng,
nhưng bây giờ lại rất yêu thích. Có những thứ trước kia ta hết sức say mê, nhưng bây giờ lại không muốn nhìn tới nữa. Có những vấn đề trước kia ta vốn xem thường, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá hệ trọng. Giả sử mọi mong muốn của ta đều thành tựu hết, thì thử hỏi ta sẽ trở thành cái gì và cuộc đời này sẽ ra sao? Vậy mà ta chỉ biết đòi hỏi, chứ không chịu suy xét nó có thật sự đúng đắn và phù hợp với khả năng của ta, hoàn cảnh hiện tại hay không. Rõ ràng cái khổ của ta không hẳn là cái khổ của kẻ khác. Vì thế hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca chỉ là sự bất như ý mà thôi. Vậy thay vì than, tôi khổ quá, thì ta hãy nên nói, nó bất như ý với tôi quá. Cách gọi này chính xác hơn, nó sẽ đánh động vào ý thức, giúp ta nhìn lại thói quen hay cách phản ứng của mình. Thay vì cứ rượt đuổi theo đối tượng khác để đổ lỗi hay trừng phạt, từ đó ta sẽ nhận ra quan niệm đời là bể khổ chỉ là do cách nghĩ hay chỉ là định kiến mà thôi.